Mọi người thấy cái gì đâu? Đấy, mình mới về thêm một chiếc Linza Lynx này. Để nói cái độ hoành tráng và đẳng cấp của xe này thì mọi người khỏi còn suy nghĩ đi. Tại vì sao? Tại vì nó quá xịn sò nhá. Đấy, FI full xăng điện tử này, Lynx này, siêu đẳng cấp luôn. Con xe này chỉ dành riêng cho nhà đẳng giàu mới đi được thôi nhá. Nhưng mà giờ thì nhà bình dân cũng đi được này, đăng ký biển số 61 Bình Dương X1 8243 này. Để nói cái kiểu dáng dàn ngoài thì mọi người không cần suy nghĩ nhá. Đây mình cái quả màu sơn sửa ánh hồng này, khá là xịn sò, gương nhiếc. Còn đây còn có một cặp nữa nhá, yên tâm đi. Bóng đèn halogen thần thánh này. Đấy, màu sơn màu xi khá là đẹp này. Đấy, ánh hồng này có thấy gì không? Quá đẹp luôn. Đây, để mình vô đây mình test máy chỗ chiêm ngưỡng nhá. Con này để mình xem nhá. Máy móc của con này thì khỏi cần suy nghĩ đi. Tại vì sao? Tại vì nó quá êm mọi người ạ. Xe dành riêng cho nữ đi luôn nhá. Quá VIP luôn. Đấy, với cái số mà bỏ ra cho anh em thì cũng khá là rẻ nhá. Chỉ cần 2 củ thôi, không nhầm đâu. 2 củ thôi là có một chiếc Linza Lynx này. Đẹp luôn, 125 nhá. Quá xịn sò, ai mà cần có thể chốt đơn ngay luôn giúp mình này. Tại vì sao? Tại vì nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì mình chỉ có một chiếc thôi người ạ, không có chiếc thứ hai nhá. Đấy, nhanh nhanh cũng nhá. Xi nhan thì đang nháy đây này, trái này rồi phải này, trái này phải này, trái phải, khá là xịn sò. Qua đây đấy không thiếu luôn rồi. Đấy, mọi người nào cần thì hãy liên hệ ngay luôn giúp mình, nhanh nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì còn đúng cái nịt nhá. Rồi, thank you rất là nhiều luôn ạ.